Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia tâm lý cho rằng nếu trẻ dùng thiết bị số quá lâu mà không tham gia các trò chơi vận động khác sẽ hạn chế khả năng giao tiếp, sự phát triển ngôn ngữ cũng như ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện về thể chất và tâm hồn. Vậy làm thế nào để trẻ vẫn được chơi những thiết bị công nghệ các em yêu thích mà lại hạn chế được những nguy cơ tiềm ẩn mà các chuyên gia tâm lý đã cảnh báo? Phóng sự sau đây của chúng tôi sẽ phần nào gợi ý cho quý vị và các bạn. Cũng giống như nhiều đứa trẻ thành phố khác, cậu con trai lớn và cô con gái nhỏ nhà chị Ngọc Hân ở Thanh Xuân, Hà Nội cũng rất thích chơi thiết bị công nghệ. Biết là không thể cấm con hoàn toàn, chị Hân đã cài ứng dụng đọc sách điện tử cho thiếu nhi lên cả chiếc máy tính bảng và điện thoại thông minh. Các con vừa chơi vừa được trau dồi thêm văn hóa đọc, kỹ năng ngôn ngữ cũng như nhiều kiến thức hữu ích từ e-book. Gần đây thì cũng có rất là nhiều cái chương trình hoặc là những cái sách mà có những từ ngữ nhạy cảm và phản cảm ấy. Nhưng mà riêng với dòng sách của Alpha thì mình không phải lo bất kỳ một cái gì, chỉ việc mua về cho con đọc thôi, tiện lợi hơn rất là nhiều. Tại vì chẳng hạn như là một chồng sách như thế này này, mình có thể đi chơi hay đi du lịch cái gì đấy không thể mang theo đi được, thì có thể chỉ cần một cái này thôi thì con có thể đọc được rất là nhiều cái. Và trên những đoạn đường mà có thể là di chuyển nó hơi mệt mỏi thì mình có thể là hơi mệt thì có thể để cho nhờ cho audiobook của Alpha kể chuyện cho các con nghe đỡ mệt hơn. Theo nhà văn Trang Hạ, nếu phụ huynh dành thời gian tìm kiếm, lựa chọn cho con những ứng dụng hay, phù hợp với lứa tuổi, tâm lý của các em, thì đây sẽ là một kênh thông tin hữu ích để trẻ có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng sống phong phú. Mình hay nói đùa rằng là nếu như là bố mẹ mà hay chơi game á, thì rõ ràng là cái game đấy sẽ luôn nằm trình hình ở trên mặt màn hình. Đó là lý do vì sao mà trẻ con nó thích chơi những cái đó. Còn nếu như bố mẹ mà chịu hy sinh một chút thú vui, bớt cái kênh truyền hình mình yêu thích, bớt những cái phần mềm giải trí của bố mẹ và cài vào đó những cái phần mềm giáo dục trẻ con, thì có cả ngàn cái phần mềm để hỗ trợ con bạn học giỏi, con bạn khéo tay, con bạn có cảm nhận về thế giới, thậm chí là có khám phá vũ trụ, khám phá tài nguyên và những cái lịch sử thế giới vân vân qua những cái app nhỏ nhỏ. Nhà văn Trang Hạ cũng cho biết chị đang tiến hành một dự án để hỗ trợ trẻ em biến Internet thành một môi trường thân thiện. Đây có lẽ cũng là một gợi ý cho các bậc phụ huynh đang bối rối không biết nên cho con cái sử dụng máy tính, sử dụng Internet như thế nào cho hiệu quả và không phản tác dụng. Thì Trang Hạ đang bắt đầu tiến hành chương trình đầu tiên, đó là hội trại vươn tới đỉnh cao dành cho các em từ 10 đến 18 tuổi. Các em có thể được học cách mà quản lý thời gian, học cách không phụ thuộc vào các thiết bị công nghệ số và học cách cố gắng lợi dụng những cái kênh truyền thông đó để làm những cái dự án đầu đời cho bản thân. Ví dụ dự án từ thiện, dự án cộng đồng, làm cho mọi người cùng quan tâm đến một vấn đề, thậm chí là bán hàng online để có tiền làm từ thiện, hoặc là làm một cái kết nối trong trường mà có ích lợi cho cả từ thầy hiệu trưởng cho các bạn cùng lớp. Theo các chuyên gia tâm lý, cha mẹ không nên cho trẻ ngồi chơi với thiết bị điện tử thông minh quá 1,5 đến 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng nên chơi cùng con, không nên để trẻ chơi một mình, rất dễ dẫn đến trầm cảm, nghiện thế giới ảo. Việc chơi cùng con sẽ giúp trẻ thích thú và dễ nghe lời hơn, đặc biệt là có thể định hướng cho con chơi và học dễ dàng hơn.